Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến ẩm thực nổi tiếng của Thành Nam, không thể không nhắc đến xôi khúc, một món ăn dân dã gần gũi với người dân đồng bằng Bắc Bộ. Vậy món ăn bình dân này có gì đặc biệt để người dân Thành Nam luôn tự hào mỗi khi nhớ tới những hương vị của quê hương? Để trả lời câu hỏi này, mời quý vị và các bạn cùng theo chân Lăng Kính Ngày Mới trong trải nghiệm sau đây. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngồi cạnh tôi đây là chị Ngô Thị Nhung, là một gia đình làm bánh khúc lâu đời ở thành phố Nam Định. Hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng tôi sẽ tìm hiểu về công đoạn làm ra những chiếc bánh khúc như này nhé. Em chào chị ạ. Chị chào em nhé. Chị ơi, thì chị đang làm công đoạn gì đấy ạ? Chị đang làm đỗ và mỡ, đây là công đoạn là nhân của bánh khúc em ạ. Chị có thể cho em cùng tham gia làm với chị được không ạ? Đây đây, có găng tay đây, em thử làm nhá. Làm bánh khúc thì sẽ có bao nhiêu công đoạn chị nhỉ? Để được thành ra một cái bánh khúc ấy thì nó khá là nhiều cái công đoạn nhỏ. Ví dụ như là đỗ, để được một cái nồi đỗ như thế này thì là trước tiên là mình phải ngâm ít nhất là tầm 2 tiếng đỗ. Sau đấy là bắt đầu là mình sát để mình loại bỏ cái cặn bã dơ đi. Rồi bắt đầu mới nấu lên, rồi mình cho gia vị vào để mình đánh để được thành cái nồi đỗ như này. Đấy, còn nhân mỡ này là trước khi mình làm được thành một cái chậu nhân như thế này, để khi mà các bạn ăn nó cảm giác là không bị ngấy và có thể là cảm giác giống như cái thịt hộp ấy. Đấy, thì là mình phải đầu tiên là mình phải sơ chế. Thế xong bắt đầu mình luộc chín, rồi bắt đầu mình mới xào thành một cái chậu nhân như thế này. Trong khi mà làm bánh khúc thì cái công đoạn nào thì sẽ được coi trọng nhất ạ? Nói chung là mỗi một khâu, các khâu đều là quan trọng nhất. Tại vì là đầu tiên là cái khâu vệ sinh đã. Phải đảm bảo vệ sinh lên hàng đầu. Thì khi mà mình làm như này, tất cả mọi cái, ví dụ như mình làm khâu thịt đỗ, thịt này mà mình không làm không sạch thì vào cái nhân nó sẽ bị hôi và khi mà khách ăn vào cảm giác là nó không được ngon, bánh nó không được thơm bánh đấy. Còn đỗ mỡ các thứ, tất cả các khâu thì mình đều phải đảm bảo là toàn bộ tất cả cái mọi cái phải là vệ sinh sạch sẽ lên, ưu tiên lên hàng đầu. Sau đấy là khi mà làm nắm, tất cả các bạn thì phải đều phải đi găng tay bảo hộ vào hết. Quay sang khâu nắm bánh thì trước khi mà em bốc bột thì em sẽ thoa một ít cái này để cho nó khỏi bị dính tay. Cũng tương tự như như đỗ, nhưng mà em bốc bột thì em bốc sẽ nó sẽ ít hơn là đỗ. Đấy, sẽ chỉ bằng một nửa cái chỗ bột của em thôi. Sau đấy là dàn mỏng nó ra như thế này. Đấy, đặt đỗ vào chính giữa bột xong rồi mình hất lên này. Sau khi đã hoàn thành xong công việc nặn bánh thì bây giờ tôi và chị Nhung sẽ chuyển sang công việc hấp bánh. Bánh cho vào chõ thì mình xếp xô le vào cứ cách nhau khoảng một đốt ngón tay như thế này. Đấy. Sau tất cả các công đoạn thì đây là một sản phẩm hoàn chỉnh. Chị Nhung này, thì để ăn một cái bánh khúc đúng vị thì mình sẽ ăn như thế nào chị ạ? Em có thể chà một chút nước mắm hạt tiêu này. Đấy, chà lên một chút như này. Đấy. Thế sau đấy là ví dụ như là chả ruốc hay hành này. Em nếu mà em thích ăn này, ví dụ em ăn hành này em có thể dưới lên một chút hành này. Đấy. Sau đấy là em cho giò này. Chả lên, nói chung là mình cứ đầy đủ gia vị như thế này để ăn một cái bánh khúc nó rất là nhiều hương vị, ăn cảm giác là rất là thích. Sau khi hoàn thành cái bánh thì em thử xem nó thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ là một chiếc bánh khúc nhỏ xinh thôi nhưng lại gói trọn trong đấy rất nhiều những ý nghĩa. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức cùng tôi nhé.